hân hạnh được các bạn có mặt để chia sẻ. Cô sẽ chia sẻ về một cái sản phẩm mà đối với cô nó rất là quý, mà chỉ có công ty mình có, hay là cô nói chỉ có thì có thể cô không chính xác nhé, nhưng mà cho tới giờ phút này thì cô chưa thấy ngoài kia có sản phẩm nào mà tương đương như thế này. Thì nói như vậy thì cô chưa thấy, nhưng mà cô đã dùng sản phẩm này bao nhiêu năm nay, và trong nhà cô có một người con gái duy nhất là bị dị ứng. Thì cô kể chuyện chính mình trước thì có nhiều người mới, thì cô xin giới thiệu, cô là Hanna Ái Hanh Trần, khoa học gia về khoa học xét nghiệm, đã từng phục vụ khoa học xét nghiệm 32 năm nay và đã nghỉ sau 32 năm phục vụ khoa học xét nghiệm, và cô đã xin nghỉ từ tháng 3 năm 2013. Là bao nhiêu lâu rồi đó cháu, các cháu, các bạn ha, các vị, để đi theo đuổi cái đam mê của cô là phục vụ và hợp tác với công ty Nutrien này toàn thời gian, với tại vì cô quá đam mê về khoa học của nó, và sau khi được học hỏi quá nhiều từ các vị khoa học gia của Nutrien thì cô có cảm giác như là nó đã giúp cho cô, thì cô phải bắt đầu đi chia sẻ để giúp cho những người xung quanh cô, chứ cô không thể ích kỷ. Nhưng mà thật sự đó, nếu mà nói cô chỉ có cái mục đích là giúp cho người ngoài mà không nghĩ gì tới cô cả thì cũng là sai, là đạo đức giả. Thật sự đó, trong cái công việc này nó có một cái tuyệt vời, đó là mình vừa giúp cho người xung quanh mình empower, tức là mình làm cho họ có một cái có thể mà sống khỏe hơn hoặc là sống sung túc hơn, nhưng mà ngược lại cái thành phần thưởng tự nhiên của mình, đó là mình cũng đạt được ước mơ của mình, là cô sẽ có cái tự do về thời gian, đi được về hưu sớm hơn. Nếu mà cô đi khoa học xét nghiệm thì cô sẽ không được về hưu cho tới năm cô 69 tuổi, nhưng mà cô nghĩ cô sẽ về hưu trước đó ít nhất là 5 năm hoặc là 6 năm nha. Rồi cái thứ nhất, cái ước mơ thứ hai của cô là khi chết thì để lại lợi nhuận, cái leverage income, cái lợi nhuận mà nó accumulate, leverage income, nó lợi nhuận nó tiếp tục nó đi vô để nó hỗ trợ con và cháu cô. Thì nếu mà ở ngoài kia có bao nhiêu cha mẹ chết để lại được gì cho con cái, ngay cả cô, nếu mà cô vẫn tiếp tục làm giám đốc khoa học xét nghiệm, cô chết cô không để cho con cô gì đâu. Nhưng mà với cái công ty này, với cái cơ hội này và với phương tiện của công ty Nutrien, cô có thể để lại di sản cho con mình sau khi mình chết nha. Thì cái đó là nói về mình một tí. Rồi bây giờ cô đi vô thẳng vấn đề. Hôm nay đó thì cô nói về dị ứng, thì cô xin được chia sẻ là tại sao, là tại vì nước Mỹ bây giờ bắt đầu mùa lạnh, thành ra cô có rất nhiều câu hỏi của các bà mẹ, bậc phụ huynh và nhắn tin cô và hỏi là con cái bị dị ứng, bị mề đay, rồi bị sụt xịt mũi suốt ngày, không thuốc tây, thuốc histamine, các cái loại thuốc tây ngoài kệ vô uống không hết, cái đặc biệt là cái dị ứng mà sụt xịt mũi, rồi nhức đầu, rồi cảm cúm, rồi ho của trẻ con rất là nhiều. Và người lớn cũng vậy quý vị ha, người lớn cũng nhiều người ngạt mũi, nhiều người cái mũi ra đường cứng ngắc, họ nói chuyện với cô mà cái mũi của họ, cô biết ngay là đang bị ngạt cứng, và họ phải gọi cô là uống cái gì để thả thông cái mũi, tại vì uống ngoài antihistamine thì chỉ có chết thôi. Thì cô mới giật mình, cô nói đây là một cái sản phẩm mà công ty mình có rất quý, mà cô biết đã lâu, và 4-5 năm nay rồi, tại vì cái sản phẩm này thì nó tên là, cái tên rất là ngộ quý vị, thì quý vị có thể viết xuống để mà sau khi nghe xong mà thích thì, hay là trong nhà có thì biết ha. Nó đánh vần là chữ A, cô đánh vần tiếng Việt nha, tại vì mình là người Việt Nam. Đánh vần tiếng Mỹ là AIE10, còn cái tiếng Việt đó là AIE, ok, AI, A rồi I rồi, chết cô rồi, cô không biết được. Rồi chữ E là số 10, xin lỗi nha. Rồi, Nguyễn Trang, bé con bị chảy máu cam thường xuyên cô ơi, thì tí nữa cô sẽ hỗ trợ thêm về cái đó, chảy máu cam là một cái việc khác rồi cháu. Nha, thì cô sẽ theo dõi cháu riêng nhé. Rồi, thì bây giờ thì cô nói về dị ứng. Tại vì con gái cô bị dị ứng từ lúc nó còn bé. Nhiều khi đó, nó là một đứa con gái mà học toàn là hạng A. Và nhiều khi sáng dậy nó không đi học được, là tại vì nó giật mình, nó sáng dậy thì nó nhìn vô gương, cái mắt nó sưng bục lên, mề đay nổi tùm lum hết. Và cái mặt nó xấu tới nỗi mà nó mắc cỡ, nó không có đi học được. Và con cô bị nhiều thứ như vậy. Và đi vô khoa học xét nghiệm thì người ta thử cả mấy trăm cái xét nghiệm ở trên lưng của con gái cô, rồi cuối cùng nói con gái cô bị dị ứng cả trăm thứ, kể cả chocolate, kể cả chuối, kể cả cam, kể cả táo, những thứ ăn mà nó yêu quý, kể cả thịt gà, quý vị chịu nổi không, mà con mình phải ngừng hết, là tại vì cái bệnh dị ứng của nó
và sau đó họ cho con gái cô uống Zyrtec cả bao nhiêu chục năm nhá, cho tới lúc mà nó cứ như vậy, cho tới lúc mà nó lớn lên thành người lớn luôn, nó vẫn on Zyrtec kinh niên. Rồi tới lúc mà may làm sao cô gặp được công ty New Skin thì cô tìm hiểu được sản phẩm này, thì cô đã dùng cho con gái cô, và trong vòng 6 tháng thì là hết hẳn và đã xuống Zyrtec cả 4 năm nay gì đó, lâu lắm rồi. Và nó bây giờ nó như là ở trên thiên đường, là tại vì nó muốn ăn gì nó ăn, nó không có sợ cái mắt nó sưng húp mà không thấy đường được quý vị. Thì cái đó là cái cô nó quý tới như vậy. Thì bây giờ cô nói thẳng về vấn đề nhá, cái sản phẩm này tiếng Anh gọi là AI E10, thì tiếng Việt Nam là chữ E, chữ A, rồi chữ I, rồi chữ E, rồi số 10 quý vị nhá. Thì cái tại sao tên nó như vậy thì cô không có thời giờ để tìm hiểu tại sao cái tên nó như vậy, nhưng mà quý vị cứ nhớ là được rồi nha. Thì nó là một chất chiết xuất từ cái váng sữa, tức là tiếng Anh nó gọi là whey, W-H-E-Y. Tại vì trong này có nhiều người biết tiếng Việt thì cô nói mà tiếng Anh giỏi đó thì cô cứ hay đá qua đá lại, nếu mà cô nói tiếng Việt sai thì cứ đánh lên nói là cô nói sai tiếng Việt nhá. Thì whey là váng sữa, tức là nó từ sữa, và cái chất chiết xuất này nó đã được tinh khiết hóa và nó cung cấp cho cơ thể các phân tử có trọng lượng thấp, mà nó là công dụng là giúp cho sự tương tác hay là sự truyền thông, sự communication qua lại của các tế bào miễn dịch. Ok, thì cái AI của nói tiếng Anh nhé, tại vì nói tiếng Việt cô hay bị vấp cái tên của nó, đó là AI E10 ha. AI E10 được phát triển để đáp ứng nhu cầu mà của những cái người mà cơ thể của họ cần cái chiết xuất của cái váng sữa, chiết xuất váng sữa của con bò non, của chất sữa bò này ha. Thì whey đó nó là váng sữa của con sữa bò nhá. Chất whey của cái AI E10 sản phẩm này là từ sữa bò nhá quý vị. Thì mình gọi là chất chiết xuất của sữa bò nhá. Và nó được chế ra để đáp ứng những người cần cái đó ha. Thì đã được nghiên cứu rất nhiều, thì các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng đó, cái việc mà họ nghiên cứu như thế nào để cho ra sản phẩm này, thì họ đã chích một cái số mà antigen đó, mà một số, thành ra nó rất là nhiều cái tên trong này, thành ra cô không muốn đem lên đây tại vì nó là tên hóa học. Thì quý vị chỉ biết là antigen, tức là tiếng Việt Nam nó gọi là kháng nguyên. Thì cái chất đó nó có tác dụng, cái chất đó đó nó là antigen, tức là nó kháng nguyên, tức là khi mà mình antigen hay là kháng nguyên có nghĩa là gì quý vị? Google nó dịch là kháng nguyên, tiếng Mỹ thật sự nó là antigen. Ok, thì khi mà nó chích nó là bậc lạ, và nó chích vô, khi mà mình được chích vô cơ thể mình á, hay là con bò hay là bất cứ ai hay là bất cứ động vật nào á, thì cái kháng sinh, cái antigen, tức là kháng sinh, nó sẽ tạo ra, nó làm cho cơ thể, cái hệ thống miễn nhiễm của mình tạo ra kháng thể. Ok, thì thật ra nó là như vậy. Ok, thì AI, cái những nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nếu mà họ chích vô trong cái vú của con bò có bầu á, con bò cái mà có bầu á, những cái chất antigen, tức là những cái kháng nguyên hay là kháng sinh đi, cô nghĩ là ngày xưa cô nó dịch là kháng sinh thì đúng hơn, những cái kháng sinh khác nhau, thì nó sẽ có hiệu quả bảo vệ cái con bê con mới sinh ra được khỏe hơn và không có bị vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về đường tiêu hóa. Thì cái này là một trong những cái thí nghiệm mà các nhà nghiên cứu của công ty mình đã làm. Và cái thí nghiệm thứ hai đó, thì họ đã nhận ra rằng đó là cái kháng sinh, tức là antigen đó, ở cái con bò cái mẹ đó, thì đã làm giảm đi cái tỷ lệ tử vong của các con bê con, nếu mà những cái kháng sinh đó được chích vô trong cái vú người mẹ trong lúc mà người mẹ đang mang bầu cái đứa bé này, cái mang bầu của con bò cái đang mang bầu. Thì vì đó, và sau đó người ta phát hiện ra rằng, kể cả sau đó người ta tiếp tục người ta thí nghiệm, người ta đã phát hiện ra rằng kể cả các cái loại thiếu vật khác, như là người ta đã thí nghiệm trên con kiều và con lợn, thì cho ăn với cái sữa bò non này, là quý vị, sữa chiết xuất của sữa bò non này này ha, thì chính những con cừu và con lợn đó cũng đã cho ra những cái kháng sinh để bảo vệ con của nó ha. Thì đó là những cái sự nghiên cứu và những cái sự thí nghiệm lâm sàng mà công ty mình đã thực hiện trước khi cho ra cái sản phẩm này quý vị. Thì sự phát triển này đã dẫn đến cái sự suy đoán rằng sữa non của bò, của những con sữa non của những con bò mẹ này nè, có chứa chất kháng sinh và có thể mang lại những lợi ích tương tự cho loài người nhá. Thì cái đó nói sơ sơ về cái sản phẩm AI E10 này. Thì AI E10 được sản xuất sử dụng cái phương pháp độc quyền
và được cấp bằng sáng chế để đảm bảo chất lượng cao nhất và có nguồn gốc từ các con bò sữa mà được quản lý riêng và đã được tiêm với cái kháng sinh ngay trước mà khi nó sinh ra, nó cho ra các con bò, con bê con đó quý vị. Thì sử dụng, và cái phương pháp đó là sử dụng quá trình là tiêm cái những cái kháng sinh đó hay là antigen đó của độc quyền của công ty New Skin. Và cái bằng sáng chế là số 4442938 của Hoa Kỳ. Ok, thì quý vị thấy là, để quý vị biết rằng đây là độc quyền và không có gì là sợ có hại cho cơ thể mình ha. Thì các đàn bò sữa này được chăm sóc bởi công ty New Skin, của những người được đặt của công ty được kiểm soát dưới công ty ha, cẩn thận để tránh tiếp xúc với kháng sinh, kích thích tố là hóa môn hoặc là protein bò, tức là kể cả những cái chất đạm mà từ con bò đó cũng không có bị nhiễm bẩn, tức là không có bị nhiễm bẩn và được điều khiển bởi cái 6S Quality Control, tức là 6 tiêu chuẩn điều khiển chất lượng rất nghiêm túc của công ty. Thì từ cái 6 tiêu chuẩn điều khiển chất lượng đó, quý vị biết rồi, công ty có 6 tiêu chuẩn điều khiển chất lượng tương đương với cái sự điều khiển của FDA đối với thuốc Tây. Nhưng mà cái này là thực phẩm bổ sung, quý vị nhớ như vậy. Và nhờ cái 6 tiêu chuẩn điều khiển chất lượng của công ty Pharmalex New Skin mà sản phẩm này của mình là có 3 cái tính chất mà quý vị có thể nhớ là pure, tức là rất là trong sạch, tinh khiết, không có bị nhuộm hóa mô hay là chất bẩn gì cả. Và cái thứ hai, và vì nó trong sạch, nó tinh chất cho nên nó an toàn ha, không có xài cả đời, không có hư hại được phủ ngũ tạng của mình, như là Zyrtec quý vị ha. Và cái thứ ba là nó hiệu nghiệm. Ok, thì lẽ nhiên mình hiệu nghiệm mình biết là tại vì mình không còn dị ứng nữa rồi. Mình đang đọc, mình mất cái chỗ mình đọc. Ok, thì các đàn bò sữa này được kiểm soát cẩn thận quý vị nhé. Và AIE10 đó là có nguồn gốc từ các con bò nuôi trong các bò sữa này và do tư nhân quản lý dưới cái sự điều khiển nghiêm túc chặt chẽ của công ty New Skin, công ty Pharmanex New Skin của khoa học gia tụi mình ha. Rồi thì tăng cường, sau khi người ta thấy rằng tăng cường cái sự tiêm chủng của cái các kháng sinh này đó đi vô trong ngực của con mẹ đó, con bò cái đó, con bò mẹ đó, thì người ta đã thấy là cái quá trình này đó đã giúp cho khi mà được tiêm cái kháng sinh vô thì cơ thể mình tạo ra kháng thể. Ok, thì cái kháng thể đó nó lại giúp cho kích thích thêm cái chất kháng sinh, mà những cái kháng sinh này đó thì cuối cùng đó thì là AIE10 đó là chỉ chứa những phân tử mà có trọng lượng nhỏ. Tại sao nó có trọng lượng nhỏ là tí nữa mình sẽ nói lý do, là bao gồm các cái chất gọi là như là cytokine. Thì đây là bắt đầu một cái vài hóa chất mà mình nói ra thì quý vị cứ nghe thôi rồi mình sẽ nói tại sao mình nói ra cytokine ha. Rồi neurohormone peptide là một cái chất đạm, cytokine cũng là một chất đạm, và nó là những cái yếu tố chuyển giao để được sản xuất ra mà để làm cho cái tế bào được giao tiếp nhau. Tế bào của hệ thống miễn nhiễm nó được communicate là tiếng Anh, còn tiếng Việt là nó có thể tương tác với nhau để mà nó áp dụng, để nó khỏe ra, nó giúp cho cái hệ thống của mình khỏe ra. Tại vì nếu mà các tế bào miễn nhiễm nằm trong hệ thống của miễn nhiễm của mình bị shut down, tức là bị khóa lại, bị quá tải vì cái gì đó, tí nữa mình nói thêm ha, thì tức là cái tế bào nó không có hoạt động chung với nhau. Thì nếu mà tế bào không hoạt động chung với nhau, không có sự lưu thông với nhau, thì cái hệ thống miễn nhiễm nó bị shut down, tức là bị đóng lại, và do đó mình bị dị ứng quý vị nhé. Ok, thì là bây giờ đó, cái đó là đại khái là AIE10 nó có ý nghĩa là như vậy quý vị ha. Nó sản xuất từ sữa bò non, mà từ sữa bò của người mẹ có bầu, và cái sữa bò đó đã được chích bởi cái kháng sinh mà có cái bản quyền của bằng sáng chế là độc quyền của công ty New Skin, số là 4402938 của Mỹ nhá. Thì đại khái nó là như vậy. Thì bây giờ mình nói đến cái quyền lợi và đặc điểm cơ bản của cái sản phẩm này, thì nó có 3 cái đặc điểm quý vị. Cái thứ nhất là cung cấp thêm cho cái phân tử mà nó có như là cytokine, lactoferrin, lysozyme, defensin là bảo vệ, và disaccharide, tức là nói tóm lại những cái này là 5 cái chất này là 5 cái chất xích được tiết ra từ tế bào
hệ thống miễn nhiễm để hỗ trợ cho cơ thể mình, hệ thống miễn nhiễm mình khỏe ra hơn. Thì quý vị cứ nhớ đại khái năm cái chất này nó là như vậy. Nhưng mà mình đọc ra năm cái chất này tại vì trong cái khán giả ngày hôm nay của mình có dược sĩ, thành ra mình nói vậy luôn cho họ biết nhá. Rồi cái quyền lợi và cái đặc điểm cơ bản thứ hai của cái AIE10 á, là nó cung cấp một cái tập trung của các sứ giả mà thuộc về hệ miễn dịch, và gồm thêm nữa đó tên là interleukin interferon, và các nó là các cái yếu tố để chuyển giao cho hỗ trợ bộ nhớ của mình nữa nha quý vị ha. Thì đó đặc điểm thứ hai của cái sản phẩm này. Và cái thứ ba đó, đặc điểm thứ ba đó là cung cấp các chất tham gia vào cái sự truyền thông, tức là communication của hệ thống, của tế bào, của trong hệ thống miễn dịch của mình. Thì cái đó là cái ích lợi cơ bản của cái sản phẩm AIE10 này quý vị ha. Thì bây giờ đó, cái câu hỏi đặt ra là làm sao mình biết được cái AIE10 này là độc nhất vô nhị, tức là unique đó quý vị. Thì tại vì nó là chiết xuất, tức là purification, chiết xuất siêu lọc ultra, ok, và cung cấp một cái tập trung của các phân tử miễn dịch có mật độ phân tử thấp. Thì tí nữa tại sao mình nói nó phải là có mật độ phân tử thấp nhá. Thì bây giờ đó thì mình chỉ cần biết là cái độc nhất của nó là như vậy, nó là chiết xuất siêu lọc, cung cấp một cái tập trung của các phân tử miễn dịch có mật độ phân tử thấp cho cái hệ thống miễn dịch của mình. Ok, thì bây giờ những ai được quyền sử dụng sản phẩm này, bất cứ ai quan tâm đến việc hỗ trợ cái sự giúp cho cái tế bào miễn nhiễm lành mạnh, ok, thì ai cũng có thể dùng được. Thì bây giờ các bạn có biết rằng ba điều, cái điều thứ nhất á, là các globulin là các cái chất kháng thể trong sữa của con bò đó, mà sữa bò, ok, là cái whey, chất whey là sữa non đó quý vị, là váng sữa thôi chứ nó không phải là whole meal đó. Whole meal là sữa, còn cái whey đó là cái váng sữa, là cái bên trên. Thì cái đó là cái nằm ở trong cái AIE10 này quý vị nhá. Thì các globulin là các kháng thể nằm trong cái chất đó, thì nó giống như là các chất có nguyên ở trong sữa mẹ của mình, ok, nguyên ở trong sữa mẹ của loài người. Rồi cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái việc khử trùng mà bằng phương pháp diệt trùng sẽ tiêu diệt của các sữa mà mình mua ở ngoài chợ đó, sữa bò mà mình mua ngoài chợ đó, thì nó qua cái phương pháp pasteurize đó quý vị, thì nó diệt trùng và do đó nó tiêu diệt hết những cái vi khuẩn không mong muốn trong sữa. Nhưng mà đồng thời, tức là nó diệt trùng sữa đúng, nhưng mà đồng thời cái đây là đang nói về sữa bò mà mình mua ngoài chợ, thì nhưng mà đồng thời nó cũng làm hư đi tất cả những cái kháng thể mà tốt cho cái hệ thống miễn dịch của mình. Thành ra nói tóm lại, nếu mình nói rằng ok, thì nếu cái này nó lấy từ chiết xuất từ sữa bò của bò mẹ, thì mình đi ra ngoài đó mình mua nó cũng được xem hay là nó cũng giống như thế, không phải, hoàn toàn khác nhau. Cái này là whey, tức là cái váng sữa nha quý vị. Còn cái sữa bò bên ngoài nó là những, trong đó nó là thành phần của những phân tử lớn, còn cái này là phân tử nhỏ quý vị nhá. Thành ra cái sự khác là như vậy. Rồi thì cái điều thứ ba nữa là có nhiều yếu tố mà có thể cho làm cho hệ thống miễn dịch của mình đó, của con người đó, làm giảm đi, yếu dần đi hàng ngày. Và các cái yếu tố đó là tuổi tác, mình già là tự nhiên hệ thống miễn dịch của mình yếu dần đi. Và cái thứ hai là bệnh tật, và cái thứ ba đó, kể cả mình bị những các bệnh khác, cao mỡ, cao máu, tiểu đường, nó cũng làm hệ thống miễn nhiễm của mình yếu. Cái điều đó ai cũng biết, chứ không phải là chỉ có bệnh mà hệ thống miễn nhiễm không có liên hệ. Yes, nó làm cho hệ thống đề kháng của mình, hệ thống miễn nhiễm của mình yếu dần đi vì bệnh tật. Và kể cả đời sống thần kinh căng thẳng, như là ngày xưa công việc của mình rất là căng thẳng, hệ thống miễn nhiễm của mình bị yếu đi một cách tự nhiên nha. Rồi những người uống rượu, thuốc lá, rượu chè, họ tự giết cái hệ thống miễn nhiễm của họ. Và kể cả những người mà người ta gọi là có những cái người mà làm công việc cực lực quá đó, tức là làm việc nhiều giờ quá, hoặc là làm những công việc lao lực quá độ, nó cũng làm cho hệ thống miễn nhiễm yếu. Thì cái đó là những cái mà nói về hệ thống miễn nhiễm. Và tại sao mình cần cái hệ thống, tại sao mình cần sản phẩm AIE10 quý vị ha. Thì AIE10 là gì? Bây giờ nói tóm lại nha quý vị. Mình nói tóm lại nhé. AIE10 là gì? Thì nó là một cái chất chiết xuất mà váng sữa bò tinh khiết nhá. Tinh khiết nhá. Và cung cấp cho cơ thể một phân tử có trọng lượng thấp, ít hơn 100.000 kilodalton. Thì cái này mình nói qua dược một tí rồi. Thì bao gồm lactoferrin, granulocyte là cái tế bào bạch huyết cầu quý vị, và lactoferrin là những cái chất mà nó
giúp cho kể cả cytokine và kể cả disaccharide, tức là nó giúp cho sự lưu thông của các tế bào trong hệ thống miễn nhiễm mình được tốt và không có bị nghẽn nhá, không có bị nghẽn và được tốt. Thì chỉ có khi nào mà các tế bào, cái sự trao đổi chất giữa các tế bào trong hệ thống miễn nhiễm được lưu thông thì mình mới khỏe mạnh mà thôi. Thì cái đại khái nó là như vậy. Thì cái thứ hai, cái điều khác nữa là tại sao cái AIE10 này là gì? Là nó đã được lọc ra để loại bỏ hoàn toàn các chất đạm của sữa mà có phân tử lớn là một, các kháng thể là hai, và các phân tử có trọng lượng phân tử cao mà tìm thấy thường trong sữa bò, là tại vì những cái thứ này nó không hỗ trợ hệ thống miễn nhiễm của mình. Ok, thì cái đó là sự khác biệt giữa AIE10 và sữa bò, quý vị nhé. Thành ra khi quý vị đi ra ngoài kia nghe người ta nói, mình có nhiều đồng đội nói, ủa như vậy nếu mà cái này nó hỗ trợ hệ thống miễn nhiễm thì mình dùng sữa bò cũng hỗ trợ vậy? Không, AIE10 là whey protein, tức là nó là váng sữa của chiết xuất bò non, và nó được kích thích là bởi cái hợp chất mà công ty đã chích vô trong cái sữa bò mẹ. Thì bây giờ mình sắp sửa nói tới cái phần đó. Thì bây giờ AIE10 là thành phần là gì? Là mỗi viên của AIE10 nó cung cấp 100mg tinh chất của whey, tức là váng sữa của con bò mẹ, và đã được purify, là đã được tinh chất rồi, quý vị ha. Thì khi AIE10 được xử lý như thế nào, quý vị? Thì khi mà sản xuất AIE10, đó là công ty mình bắt đầu với một đàn bò sữa được quản lý riêng, và cái đàn bò sữa này được kiểm soát rất cẩn thận để tránh tiếp xúc với các kháng sinh nè, các kích thích tố nè, rồi các protein của con bò. Ok, và ngay trước khi mà con bò cái, con bò mẹ nó sinh ra con bò con á, thì nó phải qua một cái quá trình độc quyền để giúp cho con bò này, cho cái con bò mẹ đó sản xuất ra một số tế bào miễn dịch tự nhiên và sẽ được truyền qua sữa. Ok quý vị ha. Thì lẽ nhiên sau khi nó sinh ra, nó có những con bê trẻ, thì những cái con bê trẻ đó được chứng minh là dùng cái sữa đó cho nên nó rất là khỏe mạnh. Nhưng mà cái phần còn lại đó, sau khi sinh ra sau khi con bò mẹ sinh ra đó, thì những cái sữa dư thừa đó được thu thập và được tách ra và được khử trùng và được lọc đi và được đông khô, tức là làm khô với dưới cái dạng đông lạnh, quý vị ha, và lọc siêu qua, lọc siêu lọc đó, tức là lọc qua những cái màng mà thật nhỏ đó quý vị, nó gọi là siêu lọc, đã được thực hiện và cho phép các phân tử duy nhất mà thật nhỏ dưới 100.000 kilo Dalton thì mới được lọt qua thôi, còn những phân tử lớn sẽ không lọt qua cái màng lọc này, quý vị ha. Thì quá trình lọc này đó là để loại bỏ các kháng thể, các protein, các chất đạm sữa lớn và các chất có trọng lượng phân tử cao hơn 100.000 kilo Dalton, để các phân tử mà có cái kích thước là dưới 100.000 kilo Dalton đó thì mới có thể lọt qua. Tại vì tại sao vậy? Tại vì đó là những cái phân tử mà mình nói ra từ nãy giờ, các cái tên hóa học như là cytokine được quý vị, lactoferrin, granulocyte là bạch huyết cầu ha, và disaccharide, những cái này là những phân tử mà cái phân tử của nó nhỏ và nó có tác dụng gì, nó chỉ hỗ trợ cho cái sự communication, sự liên quan, trao đổi chất giữa các tế bào của hệ thống miễn dịch tốt, để mà hệ thống miễn dịch có thể khỏe, để hỗ trợ mình nhé. Thì cái đó là như vậy. Thì bây giờ cái vấn đề đặt ra là tại sao cái điều quan trọng là mình phải điều chỉnh cái sự liên lạc, hay là sự communication là tiếng Anh đó, của tế bào miễn dịch. Thì khi mà hoạt động bình thường đó, hệ thống miễn dịch của mình là một cơ chế phòng thủ ghê gớm, cần thiết để duy trì sức khỏe tối ưu. Sức khỏe tốt chưa tốt, tối ưu nha quý vị. Thành ra cái sản phẩm này nó quan trọng đến như vậy, quý vị nhé. Rồi, thì bình thường đó, chức năng miễn dịch bị ảnh hưởng bởi 3 yếu tố quý vị: căng thẳng thần kinh, thiếu chất dinh dưỡng và tiếp xúc với các chất ô nhiễm như môi trường và chất độc, chất bẩn. Ok, thì đó là những cái mà nó làm cho hệ thống miễn nhiễm mình bị ảnh hưởng. Thì do đó những cái việc đưa những cái chất này, chất này tức là AIE10 đó quý vị, vào cái hệ thống miễn dịch có, đưa những cái chất như là mình đời sống căng thẳng, thiếu chất dinh dưỡng và cái việc ô nhiễm môi trường và các chất độc trong môi trường á, nó đi vô cái hệ thống miễn dịch của mình và nó làm quá tải những cái con đường giao tiếp, những cái con đường mà biến đổi hóa chất giữa các tế bào của trong hệ thống miễn dịch, và do đó nó shut down, nó làm chết cái hệ thống miễn dịch của mình.
và hệ thống miễn dịch mà không hoạt động thì đó là do đó mình bị dị ứng là như vậy. Thì do đó sự kết hợp giữa các tế bào miễn dịch đó được thực hiện thông qua một số phân tử có trọng lượng phân tử thấp mà thôi, và một cách tự nhiên sản xuất ra bởi cơ thể của chúng ta. Thì do đó cái sự tiêu thụ hay là cái sự uống cái AI Ethan đã được minh chứng là mang lại lợi ích điều hòa hệ thống miễn dịch để cho sự giao thương, sự liên lạc, trao đổi chất giữa các tế bào trong hệ thống miễn dịch được hoàn hảo. Thành ra cuối cùng thì mình có một cái hệ thống miễn dịch mạnh. Có vậy thôi quý vị ha. Thì đã có kết luận, đã có nhiều nghiên cứu khoa học xác nhận lợi ích của AI Ethan trong những động vật và lâm sàng sơ bộ quý vị nhá. Thì có lâm sàng, minh chứng lâm sàng hết rồi. Thì tới đây là cái bài này ngắn thôi, cũng 10:25 thì mình kết thúc. Ok quý vị, rồi mình xin chia sẻ là cái sản phẩm này nó hỗ trợ bệnh gì, bệnh suyễn, bệnh dị ứng các loại, như là các người nào mà bị cái hệ thống, mà có những người mà họ kinh nghiêm, họ ngồi mình sụt xịt cái mũi suốt ngày, mùa lạnh hay là gì đó thì họ bị sụt xịt cái mũi suốt ngày, rồi dị ứng mũi nè, rồi hay bị cảm cúm nè, cứ đụng cái là cảm cúm, đi ngủ đi làm rồi nghỉ việc làm nè, cái đó là hệ thống miễn nhiễm yếu quý vị. Rồi tất cả các loại dị ứng có nhiều loại lắm, rồi nổi mề đay thường xuyên, sảy thường xuyên, con nít mà hơi tí là mũi chảy rồng rồng, trong khi những con nít khác, tất cả những cái người nào mà hệ thống mũi không có clear cut, không có thông suốt là dị ứng hả quý vị ha. Thì nếu mà họ dị ứng về đường mũi thì coi như là viêm mũi đi chung với nhau, và tại vì hệ thống miễn nhiễm yếu nữa, thành ra mình cho uống AIE 10 cộng với lại về tất cả về hệ thống hô hấp thì mình cho Cordimax quý vị ha. Lẽ dĩ nhiên luôn luôn căn bản của mình là Lifehack Nano, ở Việt Nam thì Lifehack với Marine Omega, còn ở bên Mỹ mình dùng Lifehack Nano tại vì nó là dinh dưỡng căn bản cho tế bào của mình, kể cả tế bào của hệ thống miễn nhiễm. Nếu mà tế bào hệ thống miễn nhiễm mình thiếu ăn thì nó cũng chẳng làm gì được. Thành ra mình phải có basic là ăn uống dinh dưỡng tốt, là phải dùng thực phẩm bổ sung là Lifehack Nano, rồi sau đó Lifehack Nano là thức ăn dinh dưỡng cho tế bào của mình. Rồi cái AI Ethan là target solution, tức là nó đi vô, nó nhắm vào cái mục tiêu để nó giải quyết cái vấn đề dị ứng của mình nhá. Thì theo quá trình làm việc của mình thì nó đã hỗ trợ bệnh suyễn, trẻ con bị suyễn tuyệt vời. Có những đứa bé bị suyễn mà cứ hít cái ống gì đó quý vị, suốt đời tội nghiệp lắm, và bị mọc tóc mọc gì tùm lum hết, phản ứng quá trời luôn. Nhưng mà mình dùng cái này cho những người đó thì là sẽ hỗ trợ và từ từ hết asthma, hết suyễn quý vị. Thì ra cái này đối với mình nó là cứu tinh cho trẻ con nhiều lắm. Mà rồi những đứa bé mà mũi chảy dòng rã đi tùm lum suốt ngày, và con trai của mình lúc trước khi mình làm New Skin, tụi nó học đại học, nó đi học về là nó bị sụt xịt mũi hoài. Nhưng mà sau khi nó dùng AI Ethan Ultra và lẽ nhiên Lifehack Nano thì độ chừng 2 năm sau của cái cuộc đời đại học của nó, hoàn toàn không hề bị dị ứng nữa. Và nó xịt một ngày, nó nói với mình là con ngạc nhiên là cả 2 năm nay con không có bị sụt xịt mũi hay là bị cảm cúm để nghỉ ở nhà nữa, mà trong khi bạn con nó ngồi chung quanh nó ho vô mặt con tùm lum hết mà con không bị gì hết. Là tại vì kết quả của Lifehack Nano và AI Ethan đó quý vị nha. Nhà mình là luôn luôn có AI Ethan tại vì là như vậy. Từ mình hồi đó sống ở Maryland mà vùng lạnh, mà hơi lạnh tí là có chuyện. Ok, thì mình không còn cái gì khác để nói về cái sản phẩm AI Ethan này. Nó có một cái sản phẩm khác nữa là AI Ethan Ultra quý vị. Nó mắc hơn gấp đôi, nhưng mà tại vì trong đó nó có nhiều chất hơn. Và mình không có nhắc ra ở đây là tại vì mình chưa có đọc kỹ, thành ra mình không có muốn ở đây, nhưng mà cái công dụng nó cũng là như thế. Nó có nhiều cái thành phần khác mà nó mạnh hơn cho những người nào mà bị dị ứng và cái hệ thống miễn nhiễm cực kỳ yếu đó quý vị. Thì nói thật với quý vị, đa số người già là hệ thống miễn nhiễm họ cũng yếu, cứ cho họ uống. Người già và trẻ con và những người có cuộc sống căng thẳng quý vị ha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn 99 người có mặt trên Con Phân Kho ngày hôm nay, và không phải Con Phân Kho, Facebook Live ngày hôm nay, và xin chúc một tối ngủ ngon ở bên Mỹ và một ngày tiếp tục làm việc thành công. Có một câu hỏi dị ứng cái chữ BUI có nghĩa là gì cháu?
Be you are cô tiếng Việt mà không bỏ dấu là cô bỏ tay. Rồi. Ok, chúc các cháu. Các cháu nào có câu hỏi thì cứ cứ đánh vô đi rồi cô sẽ xuống mạng rồi cô trả lời các cháu nhé. Appreciate you all. Love you all. Thank you. Cảm ơn các cháu nhiều và bye bye.